Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng đã được Thầy Thanh Nguyên giảng về Kinh Trung Bộ. Sau đó, Thầy Trung Duệ đã giảng về Kinh Kim Cang. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của các bài giảng như sau. Trong giờ học Kinh Trung Bộ, Thầy Thanh Nguyên đã giảng bài kinh số 95 có tên là Dhanan Chani. Bài kinh này được tôn giả Xá Lợi Phất giáo giới cho một bà la môn đã lấy cớ rằng ông còn nhiều bận rộn nên chảnh mãn trong việc tu học. Đến lúc ông đà nhiên gần chết lại được hướng dẫn tái sinh về cõi Phạm Thiên. Sau đó Phật biết sự việc này nên đã khiển trách. Một thời lúc tôn giả Xá Lợi Phất còn đang ở tại xứ Dakshinagiri gần thành Vương Xá và nghe về Bà La Môn Đà Nhiên lười biếng tu tập, ông này trở lại sống đời buông thả phóng dật, cho rằng phải còn nhiều trách nhiệm đáng chăm lo. Ông trả lời với tôn giả rằng ông vì gánh nặng chăm sóc dòng tộc thân quyến cả từ bên ngoài lẫn bổn phận bên trong và còn cho cả bản thân mình, vì gánh nặng đó mà ông không tiếp tục tu được nữa. Nhưng nếu vì các thứ ràng buộc trên, rồi ông gieo nhân phi pháp, lúc này ông không chỉ mắc phạm sai lầm, lại còn rơi vào đường ác đọa, thì lúc ấy ông có viện cớ như đã kể trên được hay không? Tôn giả Xá Lợi Phất liền hỏi đà nhiên như thế. Tôn giả cũng hỏi thêm, giữa hai người cùng có các mối liên hệ và trách nhiệm như ông kể, một người thì thực hiện điều phi pháp, còn một người quyết theo đúng pháp. Vậy ai mới là người tốt đẹp? Nếu vẫn tiếp tục dùng quyền thế, uy danh của một bà la môn mà tranh đoạt, chiếm hữu phần lợi cho mình, cho quyến thuộc và dòng tộc, thì thật không chính đáng. Ông đà nhiên nhận biết người theo đúng pháp là tốt và sửa đổi. Thời gian sau, ông này đau bệnh, xin được ý kiến tôn giả Xá Lợi Phất trước lúc từ trần. Đến gặp ông đà nhiên lúc sắp lâm chung, Ngài Xá Lợi Phất lại giáo hóa về các cảnh giới tái sinh, gồm những cõi từ thấp lên cao như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời của dục giới. Ngài tiếp tục giảng giải về cõi Phạm Thiên cho ông nghe và nhận thấy ông này rất chăm chú hướng tới cảnh giới này. Biết được điều mong muốn sinh lên cõi giới Phạm Thiên, cho nên tôn giả chỉ dẫn ông con đường để có thể sinh về nơi mình ước muốn. Bằng cách hãy chú tâm biến mãn cùng khắp mười phương hư không với từ bi hỷ xả. Phật xác nhận Bà La Môn Đà Nhiên được sinh về cõi Phạm Thiên khi tôn giả quay trở về, nhưng cũng chỉ dạy rằng còn con đường chứng đắc cao hơn mà ông này có thể đi tới. Tuy vậy, tôn giả Xá Lợi Phất đã nhìn ra căn cơ chủng tánh mà dẫn dắt ông theo ước nguyện. Qua bài học lần này, Thầy nhấn mạnh về phương thức thuyết hóa để dẫn dắt người sắp qua đời trong những giờ phút sau cuối là rất cần thiết. Cần tử nghiệp thiện lành lại giúp cho người biết hướng về con đường tốt nên đi, biết tìm về nẻo chánh để có được an vui. Đồng thời, hãy nên tránh gây tạo những hành động gieo nghiệp nhân thô ác vì biện minh cho trách nhiệm. Đừng hành xử các phi pháp hoặc việc bất chính rồi cho đó là vì các mối liên hệ huyết thống mà phải bị trói buộc lôi cuốn vào đường xấu ác, đọa lạc. Vào giờ học Kinh Kim Cang, Thầy Trung Duệ đã giảng giải câu số 13 và 14. Lời dạy của câu số 13 nói đến công đức thọ trì, đọc tụng, giảng nói kinh này còn hơn bố thí thất bảo trong khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vì sao? Vì người thọ trì giảng dạy kinh này cuối cùng sẽ thành Phật quả vô thượng Bồ Đề. Và do kinh này là mẹ sinh ra chư Phật, nói đến hai chữ kinh này là dụ cho tự tánh kim cang, lại vì diễn giảng tối thiểu là bốn câu kệ, thì công đức pháp thí của người này nhiều hơn người bố thí bảy báu. Thế nào là bốn câu kệ, hay còn gọi là tứ cú kệ?
Tứ khú kệ là bao gồm có, không, cũng có, cũng không. Ai diễn giảng bốn câu kệ là lìa bốn kiến chấp này. Kiến chấp làm cho chúng sinh trong đó có hành giả vướng mắc. Lìa khỏi những chấp này cũng như phá chấp vào bốn tướng bệnh, ngã nhân, chúng sinh, thọ giả, thì hành giả mới kiến tánh kim cang được. Trong thuật ngữ thiền tông, cụm từ nghĩa ba câu nói về ba tầng chấp tâm. Nghĩa câu thứ nhất, Phật thật là Phật. Nghĩa ở câu thứ hai, Phật chẳng phải Phật. Nghĩa trong câu thứ ba, Phật chỉ là danh từ, là chữ. Điều này diễn tả trạng thái của hành giả bớt chấp dần từ nặng tới nhẹ. Nghĩa ba câu cũng gần khái niệm với tứ cục cú kệ. Thầy nhấn mạnh, theo như ý đoạn kinh văn này, thì ai giảng được nghĩa tứ cú kệ là hiểu ý Phật, là chứng được quả Phật. Do thế mới nói là được công đức vô lượng vô biên. Sang câu kinh số 14, Phật dạy về bốn quả thanh văn, không nên chấp mình có chứng quả. Đó là nói đến sơ quả Tu Đà Hoàng, còn gọi là nhập lưu, là nhập vào dòng thánh, sẽ từ từ trôi dần ra biển giải thoát. Người chứng quả này đã dứt hết tất cả kiến hoặc tam giới, nhưng vì chưa dứt được tư hoặc là thứ tư tưởng mê lầm của dục ái, nên còn phải sanh vào cõi dục giới 7 lần nữa. Thầy giáo thọ giải thích rằng, vị này nhập vào dòng thánh, tức là không nhập vào hay không đeo đuổi theo sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Vị này trở về với bản nguyên của mình, trở về với tánh thấy, nghe, ngửi, nếm của mình, lìa năng sở đối đãi. Ví như sự trở về tánh nghe của mình, nghe bên trong thì biết có tịnh, có động, nhưng không chạy theo cái tịnh hay động ấy, lại càng không bị cái tịnh hay động bên ngoài chi phối. Đoạn kinh trên giúp hành giả quét sạch sự chấp vào quả vị chứng đắc của mình trên đường tu tập. Thầy phân tích rõ thêm trong quá trình nhận thức khi tu tập, hành giả sẽ dần đi qua và nhận ra mê thức tứ tướng của phàm phu cho đến mê trí tứ tướng của thánh nhân. Mê thức của phàm phu trong tứ tướng ở cấp độ ngã là biết có ta tu, thân ta tu. Cấp độ nhân là biết ta giúp người khác tu. Cấp độ khởi lòng từ bi đến các chúng sinh khác như chó, mèo, kiến, bọ. Và cấp độ thọ giả khi nghĩ về tất cả chúng sinh tồn tại trong thời gian dài ngắn như thế. Còn cái mê trí của thánh nhân trong tứ tướng phải kể đến như sau. Một, về ngã thì có sở đắc của ta gọi là năng chứng. Hai, về nhân lại có phẩm vị tu chứng của ta, đây là sở chứng. Ba, về chúng sinh thì giác là chúng sinh có cái biết, đây là quả chứng. Bốn, về thọ giả thì chính là thời gian trụ trong các quả vị, sau khi hết phần đoạn sinh tử cũng còn biến dịch sinh tử. Cho đến đẳng giác Bồ Tát cũng vẫn còn thọ mạng trong biến dịch sinh tử. Chỉ có rốt ráo, phá chấp hoàn toàn mới đạt đến vô thượng Bồ Đề như Đức Phật. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ có giờ thi giữa khóa của môn học Kinh Trung Bộ và sau đó là bài học tiếp theo của Kinh Kim Cang tại lớp. Kính mong quý vị cùng đến lớp đông đủ, gặt hái thành quả tốt qua bài thi và theo dõi phần giảng của quý thầy, vì mỗi giờ học cũng chính là từng giờ thụ hưởng, lợi lạc phước báu, biết vun trồng thiện căn và phát triển trí tuệ. Theo học Phật Pháp với giáo trình chuyên môn chính là tâm huyết của thầy giám viện và quý giáo thọ sư muốn dẫn dắt học chúng bước vào đạo lộ, giác ngộ giải thoát. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng vừa rồi, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Rất mong quý vị học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp, cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703.
Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.